Đầu tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá tụi mình Tổ quốc. Hôm nay tụi lên một clip gồm 12 ngàn câu nha em. 12 ngàn câu này, 12 ngàn câu kiện Nhật, em xách tay Nhật về. Hàng chất liệu carbon. Hàng thì có cần 3 khúc, 2 khúc. Có hai cây này là hai cây 3 đọt nha em. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi một trong clip nữa thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Đến lên cái thứ nhất người tham khảo. Thì cái thứ nhất em lên cho mọi người là một cây hàng chất liệu carbon. Đó. Thì cái này hàng của Alpha Taco nha anh em, hàng Alpha Taco đây đó. Cây này cứng 30, dài 2m4, phen bát là phen bát Fuji nha anh em, phen bát là phen bát Fuji nha anh em, phen Fuji xứ xám này, phen ok hết nha, bát là bát Fuji đó, càng còn rất là đẹp luôn. Cây này chia cho anh em đánh lăng xe nha anh em, lăng xe cô cha chép trên bè trên thuyền. Chất liệu vẫn là chất liệu carbon nha anh em, càng đẹp chạy sức ít nha mọi người. Cái này sản xuất tại Korea, hàng xuất nội địa Nhật nha mọi người. Cứng 30 và 2m4, thì cái này nặng là 200-255 gram, đọt là 2 ly 3, độ cứng 30 đó. Giá công khai là 700k. Hàng anh em đánh lăn xe, đánh tra, đánh chép nha anh em, câu trên ghe trên bè. Tiếp theo sẽ cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 em đã cho mọi người vẫn là một cây hàng của Alpha Taco, hàng chất liệu carbon nha mọi người. Chất liệu carbon, cán 3 khúc đời cao. Phen là phen Fuji nha nè, phen Fuji nè. Phen Fuji. Bát là bát Fuji, bát dặn đó. Bát này chắc máy luôn á. Thì cái này hàng của Korea xuất Nhật luôn mọi người. Cây này dài 2m4. Đó, dài 2m4, cây này cứng 50 nha anh em. Cứng 50. Phen Fuji, bát Fuji thì bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chính thanh toán luôn, nếu hàng lỗi một không trong clip á thì anh em gửi cho em, tem sức đầy đủ nha mọi người. Cái này cứng 50 và 2m4 nha anh em về đánh lăn xe, đánh tra, đánh chép rất là ok nha. Đó. Hàng này thì đánh bao chuẩn rồi. Phen Fuji nha. Thì cái này dài 2m4, nặng là 240g, đọt là 2 ly, độ cứng ra tầm khoảng 50 nha mọi người, độ cứng 50, giá công khai là 4, giá công khai là 750k nha. Đó, cây số 2 giá công khai là 750k. Tiếp theo sẽ là cây số 3 em lên cho mọi người là một hàng thương hiệu của Suzumi. Đó, hàng của Korea xuất Nhật. Đó, Suzumi nha mọi người. Đó. Bát là bát Fuji, phen là phen cầu, phen bánh nha anh em. Xí xám. Bát là bát Fuji nè. Đó, anh em cây này về anh em đánh đứng mấy ngang thì rất là ok luôn nha anh em. Anh em về câu bạo lực, chuẩn bị mùa nước nổi rồi, cá chuẩn bị về. Anh em lấy cái này về đánh bạo lực khỏi chê nha anh em. Bù trống sẵn luôn nha anh em, bù trống sẵn, bù biển luôn nha. Nên bộ phen cầu. Phôi là phôi sẵn ít nha anh em. Đó. Sẵn tiếp ở trong luôn. Cây này chất liệu carbon, cứng là 150, dài 2m1 nha anh em, cứng 150, dài 2m1, chuẩn thông số đánh trên ghe trên bè nha anh em, trên ghe trên bè trên thuyền, rất là cứng nha anh em. Anh em đánh thoải mái luôn, vô tư, dạng hàng dạng đánh bao lực rồi. Bát là bát Fuji gõ gàng nha anh em, phôi carbon 6x. Thì cây này nặng là 380g, đọt là 3 ly 5, cứng là cứng 150, dài 2m1, giá công khai là 1.4 triệu cộng ship nha mọi người. Đó. Cây số 3 giá công khai 1.4 triệu cộng ship. Tiếp theo là cây số 4. Cây số 4 là một cây hàng của Alpha Taco, hàng còn nguyên kiện nguyên hộp nha anh em. Thì cây này cứng 100 đến 150, cứng 100 đến 150, để đọc thông số, cứng 100 đến 150, dài 2m4 nha mọi người. Đó, dài 2m4, 2 khúc, nặng là 308 gram, đọt là 1 ly 8, góc là 21. Đó, cứng từ 100 đến 150. Cây này là hàng của Seben nha nè, hàng Seben. Cây này full túi luôn nha nè, túi hộp đầy đủ. Cây này độ mới nó gơ tầm khoảng 95% nha nè, rất là mới luôn. Sơn là sơn bạc ánh kim nha nè. Phen là phen Fuji trắng, rất là mới luôn. Cây này hình như là chưa qua sử dụng nha mọi người, hàng trưng bày. Kỳ mới luôn. Bù là bù xít nha anh em, bù lõi xít.
đó. Cứng từ 100 đến 150, hàng này chỉnh anh em đến 5C, câu bạo lực, đó. Câu trên ghe, trên bè, trên thuyền, câu cha, câu chép, à, hàng xe ben anh em, cây này nội địa nha, đó. Bát Pussy, anh phá tóc cô, tem vàng, rất là đẹp luôn anh em. Đây, nguyên bộ Pussy trắng. Không chạy xước gì hết. Đó. Bụi nha. Rồi, giá công khai cây số 4, giá công khai là 1.4 triệu nha anh em. Đó là 1.1 triệu cộng xếp nha. Đó. Cây số 4 giá công khai là 1.1 triệu nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo qua hàng 3 khúc. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 5 em lên cho mọi người là một hàng thương hiệu của Senwa. Đó, Senwa. Hàng này hàng nội địa nha mọi người, hàng xem qua. Thì cây này có định vị lóng luôn, à, định vị lóng bên em. Phôi là phôi cargo nha anh em, phôi cargo carbon. Bát là bát Pussy tem vàng, bát Japan. Phen là phen Pussy lỗi xám. Cán là cán mốt. À, cây này dài 3m3 nha mọi người, dài 3m3. Hàng cắt ra đẹp luôn. Hàng này thì chuẩn cho anh em đi đến lăng xe rồi. Không còn gì bằng đó, tính lăng xe. À, săn chép, săn trôi, săn chám, thì keo nha mọi người. À, rất là đẹp nha, trắng tươi luôn. Phen ok hết nha mọi người. Nè, voi dạng voi cargo á, trắng 2-3 lớp nè. Đó, săn qua nha mọi người, săn qua. Cái này dài 3m3, nặng là 360g, đọt là 2 ly 3, cứng là 50 nha anh em, cứng ra tầm khoảng 50. À, chữ này đánh cho anh chép lần C. Dạ, 33 cứng 50 anh em. À, có định vị hết cho anh em luôn nè. Gắn thử nè. À, hàng nguyên kiện nha. Rồi, giá công khai cây số 6, giá công khai 1 triệu nha anh em. Đó, giá công khai cây số 5, giá công khai 1 triệu nha. Đó, cây số 5 giá công khai là 1 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 em lên cho mọi người là một hàng của nội địa nha mọi người. Đó, cây của Sunfit. Cây này thì carbon 2 da nha mọi người, carbon 2 da đây, double carbon đây. Đó, hai lớp carbon. Cái này nó bị keo, nó bị sằng tí nha anh em. Yên tâm, bao đảm bảo bao chất lượng nha, siêu chắc luôn. Carbon 2 da nha mọi người. Cây này cứng 60. À, cứng 60, dài 3m6. Chữ anh em đánh đánh trà, đánh chép, đánh lăng xe nha mọi người. À, cứng 60, dài 3m6. À, bát là bát Pussy tem vàng. À, anh em, hàng carbon sẵn 2 da nè, nào. Sáng ít, rõ ràng. Bát ra bên này anh em. À, khỏi chạy đâu hết. Em đầy đủ. Thì cây số 6 và cây số 7 là một cặp nha mọi người. Đó, về được một cặp. Phen ok hết nha mọi người. Đó, thì cây này nặng là 370g, đọt là 2 ly 8, cứng 60, dài 3m6. Giá công khai là 1.2 triệu nha mọi người. Đó, giá công khai là 1.2 triệu. Cây số 6 giá công khai là 1.2 triệu. Cây số 7 cũng vậy luôn nè, được một cặp. Đó, anh em hốt một cặp này về đánh là rất là đẹp luôn đó. Vẫn là cặp bằng trắng hay da. Keo cây này thì không ok, ok tí nha anh em. À, sáng hay da nha mọi người. Cùng thông số nha. À, cứng 60, dài 3m6. Rồi, cây số 7, cây số 7 giá là 1.2 triệu luôn nha mọi người. Đó. Tiếp theo sẽ là cây số 8. Cây số 8 mới lên cho mọi người là một cây hàng nội địa nha anh em. Hàng nội địa. Cây này sử dụng dạng phen này, dạng phen xít nha anh em. Phen xít. Thì dạng này thì anh em hỏi là xít nó khác thường sao? Vì xít nó làm cái xứ nó bóng anh em. Đó, gà dây nhanh. Với nó làm ít là hao gì? Giảm nhiệt nha anh em. Đó, rất là ít tổn dây luôn. Nguyên bộ phen xít cho mọi người. Đó, cái này bụi dính bụi em chưa lau nha mọi người. Hàng mới về luôn.
Thì cây này là một cây nội địa hàng Nagato, cứng 80, dài 3m6. Độ cứng này cực kỳ chuẩn luôn, đó, chuẩn em đánh luôn. Nó vừa bạo lực mà vừa dạng cảm giác nữa. Đó. Hàng carbon sắn nha mọi người. Đó, hàng carbon sắn. Rất là đẹp luôn. Nagato nội địa Nhật khỏi bàn. Đây nè. Bát là bát Japan nha. Bát tem vàng đầy đủ nha mọi người. Đó. Nguyên bộ fan sheet luôn. Thì cây này cứng 80 và 3m6, hàng chuẩn nha, đánh trà, đánh chép, đánh bạo lực. Đó. Cầu lăng C săn hàng. Đó. Nguyên bộ fan sheet luôn, rất là đẹp nha mọi người. Rồi. Giá công khai cây thì cây này nặng là 370g, đọt là 2.4 ly. À, giá công khai cây số 8 là 1.500.000 nha mọi người. Đó, cây số 8 cứng 80 và 3m6. Anh em đánh biển đánh, anh em đánh biển đánh gần cũng được, rất là ok anh em. Dạng này đánh là ok rồi. Tiếp theo là cây số 9. Thì cây số 9 là một cây hàng hệ. Cây số 9 là một cây hàng hệ của Daiwa nha mọi người. Đây nè. Còn rất là mới luôn, hàng Daiwa 6X. Đó. Cây này hai đọt nha mọi người, hai đọt 6X. Hàng nguyên xin nguyên kiện luôn, không độ chế. Ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% nha anh em. Rất là mới luôn. Thì cây này cứng có hai đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 80. Cây này dài 3m, hàng chỉnh anh em đánh tra đánh chép săn hàng. Đó, đánh bạo lực. Rất là chuẩn nha anh em. À, hàng này hàng của Daiwa. Cái này để em xem. Hàng Daiwa anh em. Cái này của Daiwa xuất Nhật nha anh em. Đó. Hàng xuất cho riêng thị trường Nhật thôi. Cái này nó thẳng ra thì nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Ngoại hình nó ra tầm khoảng 95% này. Rất là mới luôn. Không có xuất sắc gì nhiều hết. Rất là đẹp nha mọi người. Thì cái này dài 3m, nặng là 300g, đọt 2 ly, độ cứng 50, đọt 2 ly 3, độ cứng 80 nha anh em. Giá cây số 9 là giá 1.700.000 nha. Đó, hàng hệ anh em, hệ sắn hai da cực kỳ đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 10. Cây số 10 là một cây hàng 3 đọt. Đó, hàng chia anh em săn hàng. Thì 3 đọt này nó có độ cứng nó gơ tầm khoảng 50 80 120 anh em. 30 50 80 50 80, hoặc 80 120. Hàng chất liệu vẫn là chất liệu carbon anh em, chất liệu vẫn là chất liệu carbon. Cây này hàng này hàng của Suzumi anh em, hàng Suzumi. Đó, hàng cũng khá là thương hiệu của đồ cầu anh em. Phen bát tập phen bát Fuji anh em nè. Carbon anh em, carbon sáng chìm nè. Đó, cây này còn cực kỳ mới luôn. Đó, chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó, ngoại hình không có xuất sắc gì hết, thẳng ra chỉ thiếu cái hộp thôi anh em. Đọt là đọt tháp, 3 đọt cho anh em tùy theo loại cá, tùy theo mùa anh em đánh. Đó. Rất là mới nha mọi người. Thì cây này dài 2m7 anh em, 2m7 3 đọt, đọt 50 80 120. Đó, 2m7 3 đọt. Thì cái này nặng là chỉ có 330g thôi. Đọt là 1 ly 8, độ cứng là 50, đọt 2 ly 4, độ cứng là 80, đọt 2 ly 7, độ cứng là 120. Cây số 10 giá công khai là 1.400.000 nha anh em, 1.400.000 3 đọt. À, quá lời. Hàng carbon sắn nữa, sắn chìm, rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người là một cây cần của Alpha Taco. Alpha Taco hàng nội địa. Thì cây này được cái là nó có 3 đọt và sẵn là sẵn dòng hai da nè, 3 đọt nè, 1 đọt 50, 80 và 120. Đó. Sẵn khỏi bàn, rất là đẹp cho anh em. Bát tầm bát Fuji. Đó, bát tầm bát Fuji, bát dẫn. Góc này là góc góc dưới đây là này gì đối trọng nha anh em, góc đối trọng làm khá là nặng tay, chì tay lại rất là chắc tay luôn.
À, sẵn hai da nha mọi người, bát là bát Fuji, fan là fan Fuji, ngoại hình còn ok nha anh em. Rồi kỹ cho anh em xem, ngàn anh pha tắc cổ. Sẵn rất là đẹp cho anh em, sẵn hai da, sẵn quạt. Ba đọt thì cây số 11, cây số 1 dài cũng là 2m7 anh em, dài 2m7, nặng là 400g, đọt 2 ly 2, độ cứng 8 đầu, đọt 2 ly 2 độ cứng 50, đọt 2 ly 3 độ cứng 80, đọt 2 ly 6 độ cứng 120 anh em. Đó. Rồi, cây số 11 giá công khai là 1.6 triệu nha. Rồi, chuyển ra cây cuối cùng, cây cuối cùng là một cây hàng hệ của Shimano. Đó. Shimano Taco tôi đây. Đó. À, hàng trắng bao quay ít nha anh em, hồi sẵn ít khởi bàn, đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp sợi tia tinh thì đọt này rất là xịn sò luôn. À, anh em dưỡng gác nước chảy gì nó không nhẹp đâu, cá ăn nó mới nhảy thôi anh em. À, sẵn ít nha anh em. À, anh em đánh lăn xe, đánh cha, đánh chép, đến bao lực lấy cái này đánh sẵn thế này khỏi bàn được. Cái hàng Shimano làm rất là nhẹ anh em, sẵn ít thế này mà rất là nhẹ tay luôn, cầm rất là nhẹ luôn á. Bát tầm bát Fuji tam hoàng Seben, cái này cái nội địa nha mọi người, Seben đang là fan Fuji nổi xám nha anh em. Đó. Hàng bao lõi nha anh em, thì cái này nặng là 320g, đọt là 2 ly 2, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100 anh em, 80 đến 100, khá là cứng á. Rồi cây số 12 giá công khai là 1.7 triệu anh em. Rồi đó tổng cộng 12 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cái nào chốt để em số điện thoại tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi cảm ơn anh em.